Xin chào quý vị. Ở trong cái chủ đề clip này thì tôi sẽ xin chia sẻ một số điều cha mẹ có thể làm để chăm sóc về sức khỏe tinh thần của trẻ em ở trong bối cảnh dịch bệnh. Thứ nhất là chúng ta hãy tạo cho trẻ một cái cảm giác an toàn. Hãy cung cấp thông tin thích hợp thay vì nói về COVID-19 với những cái thông tin mà chúng ta đang đọc hàng ngày hàng giờ ở trên truyền thông đại chúng. Hãy hạn chế thời gian để nghe tin tức về COVID-19. Chẳng hạn như là xem TV này, đọc báo chí và các cái phương tiện truyền thông xã hội thì chúng ta giới hạn lại thời gian và giới hạn lại một số những cái nguồn tin mà chúng ta thấy tin cậy thì chúng ta truy cập vào đó thôi. Vì trẻ có thể hiểu sai hoặc không nhận thức được những cái điều gì đang xảy ra và từ đó có thể làm cho các em hoảng sợ. Hãy nói cho trẻ biết cái cảm giác căng thẳng hoặc là bồn chồn ở trong những cái tình huống mà chúng ta đang phải đối diện với đại dịch như vậy, đấy là cái điều tự nhiên. Hãy khuyến khích trẻ chú ý đến những sự kiện tích cực dù là nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của các con. Chẳng hạn như là một bữa ăn ngon hoặc là mặc một cái bộ quần áo yêu thích của trẻ. Bạn cũng có thể yêu cầu trẻ tập huấn các cái kỹ thuật thư giãn và chánh niệm giống như là một cái cách thức để ứng phó với căng thẳng. Thứ hai là cha mẹ hãy khuyến khích các con thực hành các cái biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. Hãy lưu ý rằng trẻ em bị nhiễm bệnh thì có thể nó chỉ là những cái triệu chứng rất là nhẹ nhàng thôi. Hãy hạn chế thời gian trẻ em ở với người già và những cái người mà đang ốm. Hãy dạy các con trên 2 tuổi đeo cái khẩu trang khi mà đi ra khỏi nhà. Ngoài ra thì dạy các con các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn hàng ngày, ví dụ như là rửa tay, súc miệng. Khi rửa tay thì vừa rửa tay vừa hát một cái bài hát ngắn từ 20 đến 30 giây. Qua đó thì có thể là giúp cho con là có thể tạo một cái thói quen rửa tay đúng kỹ thuật và đủ cái thời gian. Ngoài ra thì hãy để cho trẻ duy trì các cái hoạt động thường ngày. Và điều thứ ba nữa là hãy dạy trẻ em không có thành kiến với những cái người mà nhiễm bệnh COVID-19. Trong cái bối cảnh này, các em có thể nghe rất nhiều thông tin và phát triển một cái thành kiến đối với cả những cái người đến từ những cái khu vực bị phong tỏa hoặc là sống ở tại những cái khu vực mà hiện đang được gọi là vùng đỏ. Các con sẽ có thành kiến với những cái người bị nhiễm COVID nữa. Thì hãy nói cho trẻ biết rằng là mọi người mà bị nhiễm bệnh không phải là người xấu và bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm virus.